Chào các bạn, mình đã có trên tay một chiếc máy chiếu mini với cái tên gọi là X Nano X1. Và trong video này thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu xem cái chiếc máy chiếu này sẽ làm được những gì nhá. Rồi và bây giờ thì mình sẽ tiến hành mở hộp cái chiếc X Nano X1 để xem cái thiết kế của nó cũng như là những cái phụ kiện đi kèm nó có những cái gì. Thì đầu tiên các bạn sẽ nhìn thấy cái vỏ hộp ở đây. Thì phía trước này thì chính là cái hình ảnh của sản phẩm này. Rồi ở đây thì các bạn sẽ có những cái thông tin chữ 8K. 8K ở đây nghĩa là cái máy chiếu này nó sẽ hỗ trợ xem được những cái video 8K thôi. Còn hiển thị lên màn hình ấy thì nó sẽ hiển thị được là Full HD. Ở phía đằng sau đây thì cũng không có nhiều thông tin đâu. Ok, mình sẽ tiến hành mở hộp luôn để xem nó như thế nào. Đây, khi mở hộp ra thì các bạn sẽ có ngay một chiếc túi rất là đẹp, đúng không? Cái này thì nó sẽ giúp chúng ta cầm đi lại rất là thuận tiện. Này, ở phía bên trên này thì chúng ta sẽ có một cái túi sách này. Ok chưa? Và bây giờ thì chúng ta sẽ mở hộp ra. Ôi, chiếc máy chiếu của chúng ta đây rồi. Đầu tiên thì các bạn sẽ có một cái bộ phụ kiện. Bộ phụ kiện này thì đây mình sẽ mở ra cho các bạn xem nhá. Đây là sợi dây nguồn này. Tiếp đến thì chúng ta sẽ có một con vít này. Sợi cáp HDMI này. Và đây là một cái điều khiển. Ở trên cái điều khiển này thì nó sẽ có các cái phím bấm tương tự như là những cái dòng Android TV Box. Và thêm một cái phím chuyển tín hiệu hình ảnh này. Rồi phím Home thì nó cũng giống như là những cái điều khiển khác. Và phía bên này thì các bạn sẽ nhìn thấy có cái biểu tượng con chuột. Nhưng mà các bạn lưu ý nhé, cái biểu tượng con chuột đây nó chỉ là cái biểu tượng giả lập thôi. Cái điều khiển này là điều khiển điều hướng, có chức năng tìm kiếm giọng nói. Chứ còn cái phím này nó không phải là cái tính năng chuột bay. Rồi bây giờ mình xem nào. Máy chiếu của chúng ta đây. Ok, trong đây không còn gì nữa nhá. Thì chúng ta sẽ có một cái sách hướng dẫn sử dụng này. Có màu sắc đàng hoàng, hướng dẫn cực kỳ là chi tiết luôn. Các bạn có thể tìm hiểu và thao tác sử dụng cái chiếc máy chiếu này bằng cái sách hướng dẫn cũng được nhá. Bây giờ thì mình sẽ mở cái máy chiếu ra cho các bạn xem. Rồi chúng ta ở đây có một cái kích thước rất là vừa vặn thôi, chứ nó không quá to hay là quá nhỏ. Thì ở phía trước đây thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có cái màn máy chiếu này. Ở phía bên sườn này thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có hai cổng HDMI. Chúng ta sẽ có hai cổng USB. Và bên này thì các bạn sẽ có cái cổng âm thanh. Thì các bạn có thể đưa âm thanh ra các cái loa đài hay là tai nghe thì đều có thể sử dụng cái cổng này được hết nhá. Rồi phía bên này thì các bạn sẽ có cái phần chỉnh tiêu cự thôi. Đây này, đấy. Và đây thì chúng ta sẽ có cái chân cắm nguồn. Ở đằng sau thì các bạn sẽ có cái gì không? Ở đằng sau thì chúng ta sẽ có một cái phần để chúng ta chốt giữ cái này thôi. Cái này thì các bạn có thể cắm tripod vào được hay là một số những cái giá đỡ chân kê đều được hết nhá. Rồi bây giờ thì mình sẽ nói qua một chút xíu cái thông số kỹ thuật phần cứng của cái chiếc X Nano X1 này nhá. Thì sản phẩm này chúng ta sẽ có cái con chip của Arm Logic T972 và nó chạy sử dụng cái hệ điều hành là Android 9 cùng với RAM là 2GB và bộ nhớ trong là 16GB. Với Wi-Fi thì sản phẩm này chúng ta sẽ có cái công nghệ MIMO 2T2R với băng tần là 2.4G và 5G. Tất nhiên thì Bluetooth thì chúng ta cũng có và đôi Bluetooth ở đây là phiên bản 5.0. Nó sẽ hỗ trợ kết nối về âm thanh, hình ảnh rất là tốt. Tốt hơn nhiều so với những cái sản phẩm mà sử dụng cái Bluetooth chỉ có 3.0 hoặc là 4.0. Và về phần âm thanh thì nó sẽ hỗ trợ Dolby Audio. Còn hình ảnh thì nó sẽ hiển thị được lên trên màn chiếu là Full HD. Còn video thì nó sẽ hỗ trợ được những cái file video lên tới 8K. Vâng, và cái kích thước hiển thị của cái máy chiếu này thì các bạn chú ý nhé. Nếu như mà chúng ta để ở một cái khoảng cách là 1,5m thì chúng ta sẽ hiển thị được cái kích thước là 32 inch. Và nếu như chúng ta để một cái khoảng cách là chỉ là 2,5m thôi thì các bạn sẽ có một cái khung hiển thị lên tới 80 inch. Đây là một cái khoảng cách hiển thị rất là tốt so với rất nhiều những cái máy chiếu thương hiệu khác. Và điểm nhấn rất lớn ở chiếc X Nano X1 này đấy chính là cái cường độ sáng lên tới 12.000 lumen. Và tất nhiên đây chỉ là con số thôi. Chúng ta sẽ phải thử nghiệm thực tế để xem cái hiệu quả của nó sẽ là như thế nào. Rồi và bây giờ thì mình sẽ tiến hành thử nghiệm ở các cái điều kiện thử xem. Ví dụ như là ở cái studio bây giờ mình đang có ánh sáng nó cũng không phải là quá sáng, nhưng mà cái ánh sáng tốt để mình sẽ chiếu thử xem. Vâng, và như các bạn nhìn thấy đây là cái hình ảnh máy chiếu nó phát ra khi mà mình quay ở trong cái studio. Ánh sáng phải nói là cũng khá sáng đấy.
Thế nên là chúng ta sẽ nhìn thấy nó hơi mờ. Tất nhiên là mắt thường ấy thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ tốt hơn so với ở trên camera. Và bây giờ thì mình sẽ thử cái điều kiện là tắt cái ánh đèn đi ở trong studio đi để xem nó như thế nào. Tất nhiên thì đây cũng không phải là một cái ánh sáng lý tưởng đâu, tại vì hiện tại thì mình đang quay ở điều kiện ánh sáng ban ngày. Vì vậy nó vẫn có những cái ánh sáng nhất định, nó không phải là ánh sáng buổi tối hẳn để chúng ta có thể nhìn được rõ nét. Và bây giờ thì chúng ta sẽ thử nhá. Rồi, và các bạn đã thấy sau khi mà ánh sáng đã được tắt đi thì máy chiếu đã hiển thị lên khá là tốt đúng không? Bây giờ thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu một chút những cái thông tin nhá. Thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng cái điều khiển này thôi. Thì mình sẽ vào phần setting này. Thì các bạn sẽ kết nối wifi hay là một số những cái thông tin hiện tại thì mình sẽ thao tác. Vâng, và bây giờ thì mình sẽ đi tìm hiểu về cái giao diện của cái X Nano X1 này nhá. Thì ở đây các bạn sẽ có từng mục này. Đầu tiên là chúng ta sẽ có thể cast những cái hình ảnh từ điện thoại lên hoặc là máy tính lên. Thì các bạn sẽ có những cái ứng dụng cast, ví dụ như là từ iPhone này thì có iOS Cast này, hay là từ Android thì chúng ta sẽ sử dụng cái Miracast này. Thì mình sẽ đưa những cái hình ảnh từ điện thoại của chúng ta lên màn hình chiếu này. Và bình thường thì thực ra là cái này nó đã chạy Android rồi. Các bạn mà muốn tìm hiểu những thông tin gì thì các bạn có thể xem trực tiếp được luôn, chứ không nhất thiết là phải dùng cái cast đâu. Một số những cái máy chiếu mà nó không có cái Android ấy, thì các bạn mới phải dùng cái cast này nhiều thôi. Tất nhiên thì chúng trong một số những trường hợp thì tất nhiên chúng ta sẽ vẫn cứ sử dụng cast, ví dụ như là đưa hình ảnh của điện thoại vân vân đấy. Rồi chúng ta sẽ có cái phần chuyển cái tín hiệu hình ảnh. Thì ở đây các bạn sẽ có ba cái cổng, nó HDMI 1 này, HDMI 2 này và AV. AV là dành cho những cái dòng thiết bị mà đời cũ ấy. Thì còn HDMI 1 2 thì mình đã giới thiệu cái phần mở hộp rồi. Thì các bạn có thể bấm vào đây cũng được, hoặc là ở trên cái phần nút điều khiển này này thì các bạn cũng sẽ có cái nút bấm chuyển tín hiệu ở đây. Đấy, chúng ta sẽ bấm trực tiếp vào đây thì cũng thao tác được nhá. Và ở trên cái phần nút điều khiển của máy chiếu này thì các bạn sẽ nhìn thấy là từ trái sang phải đi, thì chúng ta sẽ có các cái nút phím sang trái, sang phải, lên xuống này. Thì cái này nó cũng giống như là những cái điều khiển điều hướng thôi. Các bạn có thể chỉnh đây này, mình sẽ ví dụ cho các bạn xem nhé. Ví dụ ở trên màn hình này, mình sẽ bấm cái nút sang phải này. Đấy, thì nó sẽ điều chỉnh sang phải hình ảnh. Còn nếu như mà mình bấm sang trái thì nó sẽ trượt sang trái này. Y hệt như là cái điều khiển điều hướng thôi. Tiếp đến thì cái phím lên xuống thì cũng vậy. Đấy, các bạn nếu mà không có điều khiển thì các bạn điều khiển bằng cái này cũng ok nhá. Và tất nhiên cái phím ok là cái phím lựa chọn thôi. Thì nếu mà mình xem một cái video nào đấy, đây ví dụ ở đây mình muốn xem thì mình bấm ok thì là có thể mở được lên. Và tất nhiên ở bên cạnh này thì sẽ có cái phím quay lại đây, thì mình sẽ bấm phím quay lại. Đấy, nó cũng tương tự như là những cái nút điều khiển ở trên phím điều hướng. Ở đây thì là sẽ là cái nút mode chuyển đổi các cái chế độ, thì nó tùy vào cái mục ở những cái hiển thị khác nhau thì nó sẽ chuyển đổi nhá. Còn ở phía bên cạnh này, đây là cái chuyển đổi cái tín hiệu hình ảnh. Thì bình thường đây mình sẽ quay ra ngoài để cho các bạn nhìn nó dễ hình dung hơn. Đây, ở đây thì các bạn sẽ bấm nút mode này thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ hiển thị luôn cho chúng ta là chúng ta sẽ lựa chọn các cái hiển thị nào. Đây, mình lên xuống nhá. À đây, xuống đây. Đấy. HDMI 1, HDMI 2, đây là các cái tín hiệu hình ảnh. À, còn nếu như thoát ra khỏi cái điều khiển này thì mình sẽ bấm quay lại. Đấy. Và tất nhiên phím ngoài cùng là cái phím nút nguồn thôi. Chúng ta bật tắt cái chiếc máy chiếu này bằng cách là bật tắt cái nút nguồn ở đây. Và trên cái phần điều khiển này thì nó sẽ có cái phần đèn LED thay đổi màu sắc liên tục. Rất là thú vị. Rồi, và tiếp đến thì các bạn sẽ có cái file browser là cái để chúng ta truy cập vào những bộ nhớ trong, bộ nhớ ngoài vân vân để chúng ta thực hiện thiết lập và cài đặt. Cái file browser này thì khá là tiện dụng này. Rồi, và phần setting để chúng ta có thể điều khiển và thiết lập. Cái này nếu như mà các bạn mà dùng các cái thiết bị Android nhiều rồi ấy, thì các bạn sẽ nắm bắt được cái này dễ hơn. Vâng, và đây là cái phần Keystone này. Thì mình sẽ vào và chúng ta sẽ chỉnh được các cái hiệu ứng, các cái nghiêng dọc rồi đủ thứ, đủ kiểu ở đây hết nhá. Các bạn có thể chỉnh được. Đấy, mình chỉnh cho các bạn xem này. Nghiêng này, đấy. Ok chưa? Đây là cái phần thiết lập hình ảnh thôi. Và phía dưới này thì nó sẽ hiển thị các cái ứng dụng mà chúng ta cài được ở trên cái hệ điều hành Android 9. Thì ở đây nó đã cài sẵn cho chúng ta những cái ví dụ như là Netflix hay là YouTube hay là Google Play Store. Còn nếu như mà các bạn mà muốn tìm thêm những cái ứng dụng khác thì chúng ta sẽ vào phần app này này. Đấy, thì nó sẽ hiển thị đầy đủ những cái ứng dụng này cho các bạn có thể cài đặt. Chrome này, thấy chưa? APK Pool là một cái kho ứng dụng của bên thứ ba để các bạn có thể cài được thêm nhiều những cái ứng dụng khác ngoài cái Google Play Store ở đây. Vâng, và bây giờ thì mình sẽ thử nghiệm một chút xíu về YouTube đi. Mình sẽ thử mở những cái video 4K để nó hiển thị ở trên cái này xem như thế nào nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ mở cái video 4K này để thử xem nào.
Ở trên cái điều khiển này thì các bạn sẽ có cái tính năng chuột, tuy nhiên thì cái tính năng chuột này nó chỉ là chuột ảo thôi nhá, chuột giả lập, không phải là tính năng chuột bay. Đấy, thì chúng ta sẽ thao tác nó cũng sẽ hơi khó một chút xíu. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào cái phần video. Và trên máy chiếu này thì nó sẽ có phần loa nhé. Bây giờ mình sẽ chỉnh cái phần âm lượng nó cao lên để cho các bạn có thể nghe rõ hơn này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tiến hành cài đặt cái phần loa. Cái ứng dụng này nó xuất hiện ở trên tất cả những cái nền tảng hệ điều hành, ví dụ như là Android TV hay là Android di động hay là Android. Rồi, và cái phần loa ở trên cái X-Nano X1 này thì nói chung là để về nghe tiếng thì ổn, thế nhưng mà để nghe nhạc thì không ổn đâu nha các bạn nhá. Nếu như bạn nào mà dùng để mà nghe nhạc ấy thì các bạn nên đưa những cái âm thanh ra những cái thiết bị nghe nhạc chuyên thì nó sẽ tốt hơn. Còn ở đây thì nó sẽ cho một cái chất lượng âm thanh chính để chúng ta nghe thôi. Vâng, như các bạn đã nhìn thấy ở đây ấy, thì cái hình ảnh của video này là 4K nha các bạn nhá. Còn hiển thị ở trên cái máy chiếu này của chúng ta thì đang là Full HD. Đấy, các bạn sẽ nhìn thấy là cái chất lượng hình ảnh nó cũng rất là sắc nét đúng không? Rồi, và bây giờ thì mình sẽ thử cái tính năng tìm kiếm giọng nói ở trên cái chiếc X-Nano X1 này thông qua cái điều khiển đi kèm nhé. Thì bây giờ mình sẽ thao tác này. Thời tiết hôm nay thế nào? Là 30 độ và thấp nhất là 26 độ. Mình sẽ cho cái âm thanh nó lớn lên một chút xíu để chúng ta có thể nghe được rõ hơn nhé. Đội tuyển Việt Nam. Bây giờ thì mình sẽ thử mở ứng dụng xem ra lệnh bằng giọng nói có mở được không nhé. Mở YouTube. Đang mở YouTube. Ok, khá là ngon lành. Nó cũng giống như là những chiếc TV box thôi. Chúng ta sẽ điều khiển chức năng tìm kiếm giọng nói rất là ok. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ đi thử cái hiệu năng của chiếc X-Nano X1 xem như thế nào. Như rất là nhiều những cái máy chiếu ấy, thì khi mà tích hợp cái Android vào thì chúng ta sẽ có một cái cấu hình khá là yếu. Các bạn có thể thao tác ở trên cái máy chiếu nó không được như ý. Còn với chiếc X-Nano X1 này ra sao? Ở đây thì mình sẽ thử nghiệm bằng một cái phần mềm đo hiệu năng khá là quen thuộc với những cái sản phẩm Android. Đấy là cái phần mềm AnTuTu. Rồi, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu nhé. Vâng, và bây giờ thì mình sẽ tìm tới cái ứng dụng AnTuTu. Cái ứng dụng này thì mình đã cài đặt sẵn rồi và mình cũng đã chạy test sẵn rồi. Đây, các bạn sẽ thấy nhé. Mình sẽ kiểm tra cái điểm hiệu năng của chiếc X-Nano X1 này xem như thế nào. Và các bạn đã nhìn thấy ở trên màn hình chúng ta có tới 73.346 điểm. Một con số phải khẳng định với các bạn là rất là cao đấy, chứ không phải là vừa đâu. Ví dụ như là những cái dòng TV box ở phân khúc giá rẻ hiện nay tầm khoảng 1 triệu ấy, thì cái điểm AnTuTu nó cũng sẽ tương tự như vậy. Bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem cái chi tiết hơn điểm của các cái CPU này, rồi GPU cũng như là các bộ nhớ. Ở đây thì chúng ta đã có những cái điểm số rất là tuyệt vời với cái chiếc X-Nano X1 này. Và chính những cái con số như thế này thì sẽ giúp cho các bạn có những cái trải nghiệm rất là tốt khi mà chúng ta sử dụng các cái chức năng, những cái tính năng. Ví dụ ở đây nhá, mình điều khiển, đây mình tắt cái con chuột đi. Đây nhá, đấy, mình khi mà mình di chuyển qua lại giữa các cái icon nó cũng rất là mượt này. Và trên này cũng vậy, nó sẽ không xuất hiện những cái tình trạng giật lag giống như là một số những cái máy chiếu chạy Android khác. Rồi, và như vậy thì mình đã giới thiệu xong với các bạn chiếc X-Nano X1. Và nếu như các bạn có nhu cầu về sản phẩm này thì các bạn chú ý ở dưới phần mô tả của video, mình sẽ để lại cái link mua hàng để các bạn tham khảo. Đảm bảo với các bạn, cái sản phẩm này có một cái mức giá cực kỳ là cạnh tranh so với rất là nhiều những cái máy chiếu khác ở trên thị trường. Rồi, và video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.